chúng tôi mong muốn là qua cái việc thống kê phim này sẽ đem lại một cái số lượng thông tin nhất định giúp những ai muốn tìm hiểu về việc sản xuất phim Việt Nam trong 10 năm gần đây. Theo như là cái khảo sát ban đầu của chúng tôi thì các danh mục phim Việt Nam hiện giờ mới biết đến năm 1997, và do đó thì chúng tôi quyết định là sẽ làm phim về phim Việt Nam sản xuất trong 10 năm từ 1998 cho đến 2008. Khó khăn đầu tiên của chúng tôi là khó tiếp cận với những hãng phim ở phía Nam. Do đó chúng tôi phải liên lạc bằng email, qua điện thoại và nhiều phương tiện khác. Nhưng không phải lúc nào cũng chúng tôi cũng nhận được đầy đủ những thông tin cần thiết. Và cũng đôi khi có những trường hợp đã liên lạc được nhưng sau đó lại không nhận được thông tin phản hồi. Chúng tôi thực hiện đề án này xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất là từ một tình hình thực tế là khán giả đã bớt quan tâm đến phim thị trường Việt Nam, đặc biệt sau sự bùng nổ của Gái Nhảy và một số phim khác từ năm 2003. Thứ hai là xuất phát từ thực tế rằng chúng tôi là những biên kịch trẻ và chúng tôi phải tham gia vào cái guồng máy làm phim trẻ, phục vụ cho những khán giả, hướng đến khán giả số đông và hướng đến dòng phim giải trí cao. Khi thực hiện đề án này thì tôi có ba khó khăn. Khó khăn thứ nhất là chúng tôi phải tập hợp các nguồn tư liệu ấy, để có thể hình dung một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn đối tượng nghiên cứu của tôi, thông qua việc tìm hiểu các cái sách báo nước ngoài, tìm kiếm thông tin trên các trang web và các cái phương tiện truyền thông. Lý do khó khăn thứ hai là quá trình chúng tôi đi liên hệ phỏng vấn những người làm nghề, cũng có những biên kịch, đạo diễn sản xuất, người phê bình, được họ rất là bận và việc hẹn được họ để có thể phỏng vấn hoặc là thuyết phục họ để họ có thể gửi mail cho mình nó vừa khó khăn. Cái khó khăn thứ ba là trong quá trình chúng tôi làm thì chúng tôi cần phải làm cái phát phiếu điều tra, thăm dò khán giả ở các cái rạp chiếu. Hiện nay thì cái số lượng khán giả đến rạp rất là ít lắm. Chúng tôi phải đi là rất nhiều buổi và để mà thuyết phục họ dành cái khoảng thời gian rất là ngắn trước khi bước vào xem một bộ phim thì họ có thể điền vào cái visa đó, thì công đôi khi chúng tôi còn phải ngồi để nói chuyện với họ về và tích của họ. Một phần nữa là vì là tình hình các rạp chiếu bây giờ nó rất là khó khăn, người khán giả đến rạp xem rất là ít, một số rạp phải đóng cửa, ví dụ như là rạp Fansland Lý Thường Kiệt thì đã đóng cửa để phục vụ cho các cái giờ buổi chiếu phục vụ công nhân. Còn rạp Cinema Nguyễn Trãi, 19 Nguyễn Trãi thì họ hãy đóng cửa để làm quán bia vào buổi tối. Nó có những khó khăn như vậy nên là chúng tôi không thể nào làm cái việc phát phiếu điều tra theo đúng yêu cầu của mình, theo đúng những gì mình đã đề ra. Đó là cái khó khăn không nhỏ. Cái nguyên nhân mà đưa chúng tôi đến việc thực hiện đề án này là vì trong cái quá trình học ấy thì chúng ta chỉ được đào tạo về viết, mà thực ra muốn được tham gia vào một khâu sản xuất ấy thì những cái điều mà học ở trong trường thì không thể đủ được, và cái quan trọng là mình phải tiếp cận được với những nhà sản xuất để mình trình bày cái ý tưởng. Chính vì thế mà chúng tôi muốn lập ra một đề án để có thể tìm hiểu thị trường phía Nam, là một cái thị trường điện ảnh rất là sôi động, có thể tiếp cận được với những người mà đang trực tiếp sản xuất và trao đổi cũng như là giao lưu với họ để đưa ra những ý tưởng của chúng tôi. Chuyến đi của bọn mình là để học hỏi kinh nghiệm và biết được nhà sản xuất muốn gì, yêu cầu gì từ nhà biên kịch. Còn mình chưa đặt cái mục tiêu bán lên hàng đầu vì bọn mình cũng ý thức được rằng là cái khả năng của mình hiện tại ở thời điểm này nó rất là giới hạn. Thị trường dành cho các nhà biên kịch trẻ bây giờ thì mình thấy là cạnh tranh rất là mạnh. Tuy rằng là các nhà sản xuất luôn nói rằng thiếu kịch bản, cần kịch bản lắm, nhưng mà thực tế là có rất nhiều, có hàng nghìn kịch bản gửi đến, nhưng mà để được thành công, để được lựa chọn trong số đấy thì tỷ lệ nó rất là nhỏ. Thiếu kịch bản hay, nhưng mà thừa kịch bản không hay. Thực ra cơ hội thì có, vấn đề là bạn có nắm bắt được nó hay không, bạn có đủ khả năng, bạn có bắt được nhịp chung, bạn có làm việc chuyên nghiệp hay không. Cũng đã có một số nhà sản xuất thì có khá có hứng thú với những cái đề cương
và những cái synopsis của chúng tôi đưa ra, nhưng mà vẫn phải có một cái quá trình làm việc nữa, làm việc tiếp tục nữa và triển khai trao đổi giữa hai bên thì mới có thể có câu trả lời chính xác. Mình cũng phải xin nói thật ra rằng là những cái đề cương mà mình mang đi nó chưa thực sự là đáp ứng được với nhu cầu của sản xuất, vì là nhất là bọn mình tên tuổi mình chưa có thương hiệu, cái thứ hai nữa là thẳng ra một câu luôn nên đó là chất lượng ấy cũng rất là khác xa so với sự mong đợi của họ. Đề tài của dự án học bổng vừa chúng tôi nhận được đó là dịch một số bài tiểu luận của các thiết gia nổi tiếng trên thế giới về điện ảnh, trích từ cái cuốn Film Theory and Criticism của nhà xuất bản trường đại học Oxford. Mục đích của đề án của chúng tôi đó là việc dịch tài liệu này sẽ giúp cho các sinh viên của dự án nói riêng và những người nghiên cứu về điện ảnh nói chung có thêm được nhiều nguồn tài liệu quý báu về điện ảnh. Trong quá trình dịch thì các sinh viên cùng với giáo viên Hiệu Đính cũng đồng thời sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức cũng như là vốn tiếng Anh cho ngành về điện ảnh. Chúng tôi dịch xong thì thầy Ngô Tự Lập sẽ là người Hiệu Đính giúp chúng tôi hoàn thành được cái đề án này. Mình phải nói thật là có khá nhiều khó khăn trong quá trình chuyển dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt, bởi vì có khá nhiều cụm từ chuyên ngành mà lại rất là cũ rồi, mình phải lục tìm rất nhiều tài liệu mới có thể chuyển dịch được cái nghĩa chính xác mà không phải chuyển dịch word by word. Là người học khối kỹ thuật, Quang Vinh đến với điện ảnh hoàn toàn là do niềm đam mê, mê phim của Kim Ki Duk, theo đuổi ước muốn làm phim của chính mình. Đề xuất dự án làm phim ngắn, nhưng chỉ được cấp học bổng cho dự án phát triển kịch bản phim do kịch bản không hợp thời. Anh vẫn không từ bỏ ước muốn và quyết định tự tìm các nguồn tài trợ khác để có thể thực hiện tâm nguyện trở thành đạo diễn cho chính kịch bản phim của mình. Anh đã gửi hồ sơ sang Trung tâm Văn hóa Pháp, Hội đồng Anh, Trung tâm Hỗ trợ Tài năng Điện ảnh Trẻ TBD và sẵn sàng dốc túi bù đắp vào phần kinh phí còn thiếu để thực hiện bộ phim. Được biết là cái đề án của anh thì được cấp học bổng để phát triển kịch bản phim ngắn, chứ không phải là để làm phim ngắn như đề án ban đầu dự tính. Thế nhưng mà anh thì vẫn quyết tâm để có thể thực hiện được bộ phim ngắn của mình. Anh có thể chia sẻ lý do với mọi người vì sao anh lại vẫn muốn làm bộ phim ngắn của mình không? Tất cả các nhà làm phim thì đều mong muốn là cái kịch bản của mình không được chuyển thành, được đưa lên màn ảnh. Và cá nhân tôi cũng vậy. Thực tế là xin tài trợ rất là khó khăn và ai cũng đều biết rằng là một bộ phim thì mất rất là nhiều thời gian để có thể xin đủ được đủ số tiền để làm phim. Khi nhận được cái học bổng này thì tôi nhận thấy rằng là đó cũng là một lời động viên và cũng khẳng định là tôi đang đi đúng hướng và tôi nghĩ là tôi cũng cần nhiều thời gian hơn để xem lại kịch bản của mình. Được biết là anh đã đi theo đoàn làm phim Chơi Vơi, cũng như trước đó thì anh đã đi theo đoàn làm phim ngắn Khe Hở và Mở Ổ Khóa của các bạn sinh viên. Thế thì anh có thể chia sẻ với mọi người là những chuyến đi đó thì có giúp ích gì cho anh trong việc là chuẩn bị tâm thế để sau này trở thành đạo diễn của phim của chính mình? Tôi nghĩ rằng là khi đi các đoàn làm phim thì đầu tiên là mình sẽ học hỏi này, cùng với đó là tham gia vào quá trình đó thì mình có thể giúp được những kinh nghiệm. Mình nói là mình cũng nên tự đặt câu hỏi rằng là mình sẽ có thể làm tốt hơn họ hay không, và thực tế rằng là có những cái chúng ta có thể làm khác và có thể làm hơn. Những ước mơ sẽ không bao giờ là quá xa vời nếu như chúng ta không ngừng cố gắng. Cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ thấy, và chúng ta hãy cùng chúc cho ước mơ của Vinh sớm trở thành hiện thực.